vô đó. Sao nó coi em ăn bánh mì mực không chị? Thư quá nó ra mực nè. Cá xương xanh. Gọi là phô đường của chú chị, đỏ đỏ như vậy nè. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Câu từng con luôn hả cô? Dạ. Cái đỏ đỏ đó là cái động đó hả chị? Giờ mấy ghe chở cá vô quá trời nhiều chú chị ơi. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Ngày mới em xin kính chúc quý cô chú anh chị mình thật là nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha. Hiện tại là em đang có mặt ở trong cảng cá An Thế của Phú Quốc quý cô chú anh chị mình ơi. Thì hôm nay mời quý cô chú anh chị mình cùng đi tham quan cảng cá An Thế lớn nhất tại Phú Quốc này với em nha cô chú anh chị. Xem bên trong đây có những gì nha cô chú anh chị. Ở phía trước này thì em thấy rất đông cô chú anh chị đang làm việc ở trong đây. Wow, trước này đang đổ mực ra này cô chú anh chị. Mực rất là tươi luôn. Làm việc đi chứ, tổ lợp là thế nào. Mực này là mực trứng hả chú? Cái còn cái đang mang bầu hay gì? Với phần bắt này tội nghiệp gì cũng sống rồi gì hả không thể giải được bỏ tội nghiệp tội nghiệp quá tươi luôn. Cái này là mình đang phân loại ra chứ, cái thằng câu mực thì tội nghiệp, cái thằng mua thì nó khái chứng là bên đây phải không chung? Nó có chứng chặt lao dạ chứng này cô chú chị chứng là lao. Chở sò. Sò đó là sò gì anh? Tô. Sò tô. Một bọc vậy chắc 10 ký ha. 20 ký. Wow. Đây là mình đi lặn ngoài biển đem vô hả anh? Đúng rồi. Wow. Lớn để chở hàng quá vô đó.
này có một tấc chờ đợi ngay cho hàng. Nhắc tôi cho mọi người chung với là cái này cho người ta có số đẹp. Mấy kg có một tao gạo nhưng để kêu lấy chỗ. Ông lấy một đừng lấy một đó thôi, cô ta gọi. Cái dạ cô. Cô cái này cái gì cô? Dạ. Dạ. Cô ấy có chuyện rồi cô chú chị. Nãy thì em có nghe giá mực ở đây mình cô chú anh chị. À đẹp thì 170 mà không đẹp thì 160. Sao nó quay em anh lấy mực không thì thừ quá nó ra mực nè. Chị đang rửa mực nha. Mực này gọi là mực gì hả chị? Nang anh ơi. Mực nang. Nang quá. Rửa là cái sập xẻ liền. Sáng quá là tấp nập luôn. Vô hàng nữa. Biển lên để mực vô muối
đọc đi video. Để hai bạn mua hả? Có chụp nặng không? Không. Mua cá đâu vô được đây. Những cái xe mà người ta chở mực, chở cá đâu nè cô chú chị, làm hai cái gỗ hai bên với cái, hoặc là cái hùng ha. Wow. Chiếc này đang lửa sò. Sao đẹp hết chú? Sao đẹp chứ? Sao đẹp cháy? Quay tính tiền không ta? Chết mình tối luôn à. Mình lựa cho mà mình hốt cho hết trơn nha chú. Là gọ. Nhỏ là xong luôn rồi đó ha. Nó riêng, nó riêng. Lên riêng, nhỏ riêng. Rồi canh đi. Cái lõa này thì cắt cắt cái lẩu quá. Rồi canh cái này bỏ bọc. Rồi ký. Để bọc em đi. Tôi sẵn ăn cam vô đó. 250 tư đi. Nắng đây rồi trả bội thôi. Thôi trả đi. Thôi trả đi. Dạ trong đây thì có những cái quán nước là cô chú anh chị. Wow, dưới này rất là nhiều cá luôn nè. Ở đây thì mới có cá hung nè. Cá mà chọc vàng thì không biết tên nó cá gì. Wow. Hình giống cá mập con quá nè. Wow. Quá nhiều luôn. Có cá chim biển với cá mắt cáo vậy. Cái này. Mà nói vừa tối nên anh chụp mua cái luộc cái sườn đó. Cái đó hùng sáng rồi bơi. Đây nãy là chắc lựa cá xong hết rồi. Giờ em thấy vô khay vô sọt hết trơn ha. Đây có rất là nhiều cá hung luôn. Size to to không à. Cá. Cá mú. Cá oxy luôn.
này chở cá rất là nhiều luôn nè. Này mình vận chuyển đi đâu á anh trai? Bán cái chứ vận chuyển đâu đâu. Vậy là anh này mình đem cái này mình bán hả? Cá xương xanh. Có những cái thùng hót rất là dài nè để ướp cá thu vô ấy á, muốn cá thu vô cô chú á chị. Mà đặc biệt ở cảng cá này thì người ta không có bán lẻ. Có tôm, tôm muốn đi bên đây nữa nè. Rất là nhiều loại hải sản. Vận chuyển thôi á cô chú chị, có gì ta đây mực to to không nè, quay mực cát này, cái này đừng có quay mất cỡ lắm. Mực này cũng tươi mà. Dài bự luôn cô chú anh chị. Ồ, dạ trước bên đây người ta hơi khô nè cô chú anh chị. Khá gì khô luôn.
Chào cô, cá này cá gì mà mình làm khô vậy cô? Cá mối. Dạ cá gì cô? Cá mối. Cá mối làm khô. Còn cá mối. Dạ. Này mình phơi thôi chứ mình không có ướp gì hết trơn hả cô? Vậy là mình phơi mấy nắng mình mới ướp cô? Đâu mình ướp rồi á. Ướp rồi luôn rồi. Dạ. Ướp rồi mới phơi nè. À, đấy, cô thấy nó trong suốt là tương đối chưa chứ? Có ngừ chiên nướng gì ăn rồi. Dạ. Con thấy cái mối thường là nó đỏ đỏ rồi đó. Cua đường, có cua đường. Cua đường. Làm đường nó đỏ còn là ấp muối vô ngọt rồi ấp trắng. Dạ. Xong một dĩ. Quá trời nhiều luôn nè. Trên đây thì cô có món gọi là cô đường của chú chị đỏ đỏ như vậy nè. Đó nhìn rất là hấp dẫn luôn. Có ớt rồi nè ha, một ớt rồi cắt vô. Rồi con cảm ơn cô chú nhiều nha. Là mình vận chuyển đi đâu vậy hả anh? Qua bên Hòn mới lúc. Dạ. Ngoài. Dạ vận chuyển qua Hòn. Cái này vậy là vận chuyển ra Hòn cô chú chị ơi. Thank you.
Rồi, mời chú chú chị mình đi qua tham quan khu khác nha. Chứ bên đây có thấy cái cầu mắc dài nha. Xung quanh đây thì tàu ghe đậu rất là nhiều của chú anh chị. Đây là cáp treo biển được gọi cho là dài nhất thế giới. Chị cũng đang vô bịch mấy cái sò này. Đây là cuộc sống trên tàu. Sáng mấy anh mấy chú làm đồ ăn sáng. Chào chú. Rồi, mời cô chú anh chị mình đi tiếp nha. Như thế ngoài đây thì là có hai cái ngã rẽ, một cái trái hai cái phải của chú anh chị. Và thiết kế khá đặc biệt. Ở ngoài đây thì bà con đồ không có lên hải sản đâu nhiều. Đa phần thì chỉ là tàu ghe lớn còn neo đậu ngoài đây thôi. Bên đây có một cái chiếc ghe đi câu mực nè. Xung quanh là lắp những bóng đèn nhưng rất lớn không. Thank you.
dài thì dịch trước này thì xe tải đâu đậu cũng nhiều. Ở đây thì xe tải vận chuyển hàng quá rồi chắc giao những cái ghe lớn rồi nè. Nên là em thấy xe tải chạy ở đây đậu rất là nhiều. Rồi thôi giờ mời cô chú anh chị vào trong mình xem bà con lên mực hay là lên cá nữa. Rồi có những cái gì khác. Trước này có cô bán bánh mì ở trong đây nữa nè. À, khu vực dài à. Ở bên đó thì cũng còn rất là đông cô chú anh chị. Giờ đây có những cái quán nước ha, quán cà phê. Sáng thì nắng á, chút xíu vô nên là thủ màn quá, nó hơi lụp sụp vậy đó. Cái này có từ tập quá rồi nữa nè. Thank you.
là hết luôn hả cô? Được rồi, hết rồi ha. Chút rồi còn ghe vô nữa không cô? Còn. Dạ. Vậy là Hường vô tới mấy giờ mình mới nghỉ hả cô? 10 giờ. Dạ. Dạ, tới trưa 10 giờ mới nghỉ luôn cô chú. Ừ, ngày đầu chín nha. Mà anh không nói chuyện được.
à, 30 chỉ thôi. Ủa mực này mình làm gì được á anh? Ủa mực này đây đầu bếp, đây đầu bếp chuyên nghiệp, anh hỏi đầu bếp. Dạ, ý là mình làm mình bắt làm sao mà nó được nhiều quá vậy nè, mình kéo hay là câu câu anh ơi? Câu tay đó, câu từng con luôn hả cô? Dạ. Ôi câu biết nhiều nói ha. Một cần câu là thường nó lại nó ăn được một con hay là mấy con cô? Không biết nữa. Vậy hả? Chưa đi bao giờ chưa biết. Dạ. Nhưng mà cái này là câu bằng tay đó ha. Câu bằng tay á. Câu tay trong cộng sống này, cộng oxy đấy. Dạ. Cái này là còn sống luôn. Bữa nay phải kem với nhau à. Ôi. Quá tươi. Quá ngon luôn. Đây là cô lựa, cô mua luôn hay là cô lựa cho chủ cô? Cái này mình căng mình đưa cho nó nè. Vậy đó hả? Ừ. Cân là mình phải lựa mua này, mua lại với thằng này. À. Việc cái đó gì đâu, mình là người bán mực. Mình bán mực mà. Chiều nay lên cộng đồng Phú Phước Nguyễn Thị Bích Đào đại lý bán buôn bán lẻ. Đại lý bán buôn bán lẻ luôn. Hải sản Phú Quốc à? Dạ. Mình trước là mình để riêng ha. Chúng để riêng anh. Màu riêng nó vô tới luôn kìa. Mấy tháng nữa mới sang bãi xếp gì lắng qua bên này. À, ông ơi ai cũng trông ông thanh niên mà cũng trông vô bãi xếp hoài. Quá mồ hôi à. Dạ giờ đến chưa đi, tao dậy 10 giờ. Không lắng thật bên này mới à, để mực nó cũng chết. Bên kia nó mát mực mấy luôn. Mực này là mình để vô nước biển là nó sống lại phải không anh? Nó không sống được đâu, vớt lên là nó chết thôi. Vậy đó hả? Nó tươi được lâu thôi. À, để vô nước biển là để nó tươi lâu. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Ok. Dạ. Đây đang lên cá gì đông quá nè cô chú anh chị ơi. Dạ làm YouTube. Em cá ba hú á chị. Dạ. Cá ngần như cá ba hú. Dạ. Chị là mua hay là chị bán ở đây chị? Dạ. Cá này chị mua á ha. Bông ơi, có con cá dài dài là cá xiên xanh. Để đó chị, để em lựa đó, đừng có kém. Không có được, không được chị. Cá không có cái ngang em tốt, cái lấy được thì lấy. Nhưng mà thú như cái lẩm nè. Cá quá đẹp. Bán như chị. Bông ơi, có trong hay là con ra nghe nè. Con ở đây với Bông, bỏ lại cho Bông. Cái xương nhỏ như cá ngang, cá ba thú, cá đổng quá đẹp luôn. Ngang bột á, ừ, cá đổng 50 ngàn, 50 ngàn. Cá đổng tôi nhớ con bà bình luôn mà. Thì thấy đưa thấy cái này 75 ngàn. Đưa cho thấy mọi lên coi bán đi. À, cá đẹp không? Cá này là cá đổng ha.
Vô qua căn cho chị. Để tao đi ra tao đi rồi để cho bà căn xong mới căn được. Ôi, đây nguyên bọc cá ngựa luôn nè. Nhớ chờ đậu em lại nha, đừng cắt bỏ nha. Dạ. 4 kg 2 20 cái chị. Cái gì mà trừ với vậy 4 cái được. 4 cái 3 mấy là. Ê 4 cái 3 ở 4 3 20. 4 3 6 nè chị, có 6 rồi chị. Đâu có vũ gì đâu, em chưa bọc lại chưa có vũ. Tại cho em chưa ngắt miếng nước mà bây giờ em ngắt ra nó ra nước rồi nè chị nè. Trời ơi, chị Hiên ơi nè, em có dám vũ nước của chị đâu. Em bán cũng 52 đó, em chưa có cái gai em bán 52 đó, em chưa lại cho anh đó chứ. Em tập biết em bán hôm qua luôn rồi đó. Gai đến 52 ghê vậy. Trời ơi, em có thiệt mà. Em thua rồi đó, em chỉ coi coi đó. Muốn 32 đi, cũng 35 rồi đó. Anh ngồi xuống anh xem. Không quen bán rồi. Coi mình tên gì anh? À, tên em là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá à? À, Khám Phá Vĩnh Long hả? Dạ. Vĩnh Long. Nè, quay nè. Dạ. Em mua gì ngâm rượu hả chú? Bán lại. Dạ. Hay còn sống không chú? Chết rồi mà, đông đá rồi mà. À, dạ. Cảm ơn chú nhiều nha. Đi có mình hả? Dạ, đi có mình à. Kinh Khám Phá Vĩnh Long ở đây đó, Giang làm nhiều hả? Dạ. Rồi tạm biệt chú nha chú. Dạ. Wow, bên đây có chị bán bánh ít với bánh tét này. Hôm nay mình có cô bán thì chạy vô đây bán. Ăn này món kia của chú gì?
đưa cái bộ này qua cho bác xem. Bán xôi hả chị? À sao chứ? Bán ăn tục nha. Dạ. Để bánh kẹp không? Dạ, bánh để kẹp bánh luôn. Dạ. Bánh xôi với bán gì vậy chị? Xôi với bánh kẹp. À, xôi này là xôi gì chị? Xôi giò cưng. Xôi giò. Xôi giò bánh kẹp ngon. Dạ. Có em nhiêu tiền nha? 15 ngàn chứ. Dạ. Mấy cái hùng mực vô. Khu này là chiên lên mực. Nãy giờ là thấy mực rồi, ghé đây không bằng cô chú anh chị. Còn cái khu ở bên kia là lên cá, lên sò đồ. Xíu là có ghe vô, chú chị. Con cá vàng vàng có sọc cá ngân chỉ hả chị? Nửa cá ngân chỉ bự la bán không? Thôi để chi này nó mới nó bán. Rồi sao? Mực cứ căng không vậy? Căng tạm đó. Trời ơi không được. Để kêu biết rồi mà có một lá. Trời ơi, một lá có nhiều không ông vua? Nè có mấy thùng lá mà này đang thu đi rồi. Không được. Lá em rồi à. Không được chưa bán. Nè có mấy thùng một lá còn như Dương ơi, Dương. Dương. Dương ơi. Một cốc nhiều vậy đó. Mình có hai cô thấy.
nhiêu chưa? Nghe nó vô một tấm luôn kìa. Kìa nó vô nữa. Cả. Ê thường thường mày bán một lá cho ai dưới đây có ai cắt giá vậy? Lá hả? Này. Ủa mình đúng lên đóng không? Ừ. Lấy lá rồi đúng đóng không đúng. Lá mua vô bị trả vô đi. Đăng đi rồi lắm chơi giá. Ừ. Không có này, này lựa rồi, có mấy con à. Nè thiệt hồi nãy ai bỏ cái đó sang rồi lắm chơi. Đi đăng lắm đi. Ờ. Lá trả nhiêu? Rồi bây giờ thì có bự không mà chắc tám thì bán được. 200 mấy ngàn luôn mà. Lựa ra hết rồi. Mè đâu mè? Nó mè nãy ta lựa ra chơi còn mè gì nữa. Rồi bây giờ cái này 200, cái này 100 đó được được thì bán. Rồi xong đó mới gấp rẻ đó. Cái này 80 bán. Không, được được. 100 đi rồi bán. Rồi, rồi vô vô đi, kè đen rồi bán cho ta kia. Wow, giờ mấy ghe chở cá vô quá cho nhiều chú anh chị ơi. Wow. Quá nhiều luôn kìa. Cá này là cá gì vậy chị? Cá mồi. Cá mồi á hả? Rất là nhiều cá mồi luôn. Con cá này là con cá gì vậy chị? Cá ngát biển. Dạ. Wow, như là cá
khô.
chỗ này cá xương xanh rất là nhiều. Mình luộc rồi mình đem phơi khô hả? Dạ. Phơi tao nè. Dạ. Đó. Vậy đâu có hàng xưa hàng lựa vô nữa hả? Mà lấy hàng cho anh. Dạ. Em để tao chạy bãi bán ra ngoài. Mới qua chạy qua đâu rồi không? Dạ em mới lên bật thêm đó. Không biết vậy. Đây mua nước uống cô chú anh chị à. Cô bán con trai đó cơ Thanh cô. Vợ ấy. Bà về đi xe chở thì dữ hơn đi. Đó bà về đi xe chở. Xe chở con bắt đầu mất tiền nhà nữa. Chú con chú tiền nha cô. 15 ngàn em. Dạ. Cái cảng cá mình hoạt động rồi, sáng mấy giờ hoạt động rồi cô? 5 giờ mấy là có người đem cá rồi vô ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Con cá đây khoảng 5 giờ mấy sáng là có hoạt động rồi cô chú anh chị, và gặp tới 10 giờ trưa. Chị mình uống nước cho em nha.
người đổ ngoài hết trơn rồi kìa.
Thấy đâu? Công nhận chứ. Đây con cá lưỡi chồng. Đây đang lên cá nữa nè. Wow, cá tôm rất là nhiều luôn. Có mấy cái gỗ gọng cá dưới kìa. Còn 20 con là vô tới đây, còn mấy cái nước mà.
năm nay cái vụ cầu ngày có không? Rồi cái gì bữa nay gì có gì cả. Được rồi, để 5 tiếng đưa đó đi nữa. Không có gì hết trơn, anh đi nữa ha. Mấy cái gì đỏ à? Đi đây. Để đi cho một cá thôi đấy. Này là tâm trì hả cô? Không, cái tâm trì. Cái này là tép. Này là tép. Dạ. Này là tép. Tép tươi. Tép tươi. Tép á. Ok chưa? Dạ. Tâm trì đây nè. Dạ. Phép được tạm dừng clip tại đây luôn. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị học nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Xin mến chào và hẹn gặp lại những video clip mới nhất nha. Bye bye.